Chamani sikha padang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha gita và dita bisu gadasana mala gan thu thề bát đà ra nam mandana vi phụ sanh tha na về ramani đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Natcha vitta vaditta visu kadasana mala gan đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Okya Sayana Maha Sayana Veramani Sekha Badang Sama Diyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Im mang át thằng gắt sắm mạnh na gắt tăng phút tháp bàn nhát tăng úp bồ sát thằng im mang chá rát tình im mang chá di quá sang sắm mát đề quá á phí rắc kích tùm sắm mà đi dạ mịt. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padani uposasi velasena iman jaratan iman jadi vasang sa tukang katawa apamadena sammarakhitap bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui. À, mát phàn tê chúng con xin thành kính phụng hành. Sĩ lê na su ca tân danh tị sĩ lê na phu sam ba sĩ lê người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thú lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm. Con xin lặp lại. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ
chung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào đức lành từ dung. Bảo vật tu sắp bà mang ở lăng ra khẳng tu sắp bà đê quá tan sắp bà mùa đá nở phá quê nở xa đà sa thị phong quanh tu chê. Bảo vật tu sắp bà mang ở lăng ra khẳng tu sắp bà đê quá tan sắp bà hẳn má nở phá quê nở xa đà sa thị phong quanh tu chê. Bảo vật tu sắp bà mang ở lăng ra khẳng tu sắp bà đê quá tan sắp bà sẵn khá nở phá quê nở xa đà sa thị phong quanh tu chê. Tất cả phân bán có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tăng Kha Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt Chư Tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Nguyên. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Sở thú sở thú hành thi, chúng con thành kính tri ân thần tọa minh hạnh, cảm ơn cô Hoài Ngọc. Nam mô Bố Thầy Giả. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên mạng Internet qua Bảo Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Đức Tam Bên Nhà thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021, Phật lịch 2565, giáo trình hôm nay Trung Bộ Kinh. Bài 147 Tiểu Kinh Giáo Giới Đà Hồ La. Quán chiếu tự thân, phân đoạn 677 đến 678 sẽ do Thượng Tọa Tề Siêu Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy. Và giờ đây chúng con chưa thấy Thượng Tọa Tề Siêu vào rừng. Kính mong đại chúng từ bi chờ đợi trong giây lát đó. Nam mô Bố Thầy Giá.
Dùng kinh đánh lễ cho Tân Đức, kính chào anh chúng. Cô mới ta bên nhau hoan nghỉ đọc cho mọi người bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với từng đạo tại sao. Dạ vâng ạ, dạ thưa cho tôi nên thầy. Tôi xin phép được đọc bài chánh văn ngày hôm nay. Giáo trình trong bộ kinh. Quán chiếu tự thân 147. Tiểu kinh giáo giới La Hô La. La Hô La là con trai duy nhất của Đại Bồ Tát Siddhartha trước khi xuất gia. Sau này xuất gia Sa-di lúc lên 7 tuổi. Tiểu kinh giáo giới La Hô La có nghĩa là bài kinh ngắn ghi lại lời giáo huấn cho La Hô La. Đây là trường hợp hai bài đại kinh và tiểu kinh sắp xếp trong một đục trung bộ nằm xa nhau. Đại kinh giáo giới La Hô La mang số 62, trong khi tiểu kinh lại mang số 147. Theo sớ giải, bài kinh này được Đức Phật thuyết năm La Hô La được 18 tuổi. Sau pháp thoại này, tôn giả chứng vô sanh thánh quả A-la-hán. Nội dung bài kinh đề cập pháp quán vô thường, khổ, vô ngã đối với sáu giác quan. 677. Đại diện Phúc làm con của Phật hai lần. Tôn giả Rahula là đứa con máu mủ của Đức Bồ Tát Siddhartha. Bài kinh này ghi lại sự kiện tôn giả phiên mãn giác ngộ do sự khai thị Đức Từ Phụ, mà theo cách nói là trong văn học vạn ngữ được sinh ra từ kim khẩu của Phật. Vậy tôi nghe thời Thế Tôn ở Savatthi sẽ chê táp Kỳ Đà Lâm. Tại tịnh xá ông Anathapindika, rồi trong độc cư lên tư nhập, đã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải thoát cho Rahula. Vậy ta hãy huấn luyện Rahula hơn nữa trong sự đoạn tận khắc thủ khắc hoạt. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực, đi khất thực ở Savatthi. Sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Thế Tôn cho gọi tôn giả và nói: Này Rahula, hãy cầm tọa, chúng ta sẽ đi đến Antavana ngày. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Rahula vâng đáp Thế Tôn, cầm lấy tọa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn. Lúc bấy giờ, hàng ngàn chư thiên đi theo Thế Tôn và nghĩ rằng hôm nay Thế Tôn sẽ huấn luyện cho tôn giả Rahula hơn nữa trong sự đoạn lộ hoặc. 678. Giác ngộ có nghĩa là xóa tan ảo ảnh. Giác ngộ có nghĩa là xóa tan ảo giác bằng thấy biết chân thật hiện hữu của chúng sanh. Nói theo ngôn ngữ chính là tập hợp của nhân duyên, căn xúc thọ, là chuyển dịch của duyên khởi. Ai quan sát và nhận rõ bản chất tụ tán của duyên sinh thì xóa tan mê chấp về cái ta của ta và tự ngã của ta. Kinh văn. Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Antavana và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Tôn giả Rahula đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Rahula
đang ngồi một bên. Này rau lá, ông nghĩ thế nào? Con mắt là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay là? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Không vậy, Bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Nhận thức là thường hay vô thường? Nhận xúc là thường hay vô thường? Do duyên nhận xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Pháp được khởi lên ấy là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay là? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Tai là thường hay vô thường? Mùi là thường hay vô thường? Lưỡi là thường hay vô thường? Thân là thường hay vô thường? Ý là thường hay vô thường? Pháp là thường hay vô thường? Ý thức là thường hay vô thường? Ý xúc là thường hay vô thường? Do duyên ý xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức, các pháp được khởi lên, ấy là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay là? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này là từ ngã của tôi. Không vậy, Bạch Thế Tôn. Này Rahula, do thấy vậy, vị Đa Văn thánh đệ tử Diễm Ly con mắt, Diễm Ly các sắc, Diễm Ly nhãn thức, Diễm Ly nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức, vị ấy yếm ly pháp. Được khởi lên ấy, vị ấy yếm ly tài, yếm ly các tiếng, yếm ly mũi, yếm ly các hương, yếm ly các hương, yếm ly lưỡi, yếm ly các vị, yếm ly thân, yếm ly các xúc, yếm ly ý, yếm ly các pháp, yếm ly ý thức, yếm ly ý xúc. Do dương ý xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức, vị ấy yếm ly các pháp được khởi lên ấy. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết. Ta đã được giải thoát và vị ấy biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Rahula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm của Tôn giả Rahula được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, và đối với hàng ngàn chư thiên ấy được khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu. Làm cái gì được khởi lên, tất cả đều bị diệt tận. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ vâng, chúng con giờ đây thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy ạ.
Dạ vâng, không biết là thường tòa thể sư có chữ máy và có nghe được âm thanh của chúng con không ạ? Dạ vâng, sa thứ. Chúng con kính chào thường tòa. Kính Nam Mô Bụt Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính bạch chư Tổng Đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay Thượng tọa Giác Đẳng có công việc không có vào Rome được. Nên Thượng tọa Giác Đẳng đề nghị là giảng Trung Bộ Kinh thay cho ngày hôm qua. Lẽ ra thì giảng Trung Bộ Kinh thay cho ngày hôm qua thì Thượng tọa Pháp Đăng hôm nay giảng thay cho ngày hôm qua, nhưng mà chỉ có em môn học thì thay ngày hôm qua, nhưng giảng sư thì chúng tôi phải giảng. Ở đây thưa quý vị, bài kinh 147 này, tiểu kinh giáo giới rộng la Chula Rahulowanasutta, đây là bài kinh thứ ba mà Đức Phật Ngài giáo giới cho Rahula. Rahula là con trai duy nhất của bậc đạo sư khi Ngài chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác. Rahula chào đời lúc mà Bồ Tát Siddhartha Ngài từ bỏ đế nghiệp để đi xuất gia thành đạo sĩ, thành Sa môn Gotama. Bảy năm sau, khi Ngài chứng quả chánh đẳng chánh giác, Ngài trở về thăm cố hương Ca Tỳ La Vệ Ca Ma La Quá Thú. Thì lúc đó Rahula được 7 tuổi và đứng ở trên lầu nhìn xuống công đường Yasothara, chỉ cho Rahula thấy cái vị Sa môn dẫn đầu đoàn Sa môn đang đi khất thực trong đường phố chính là phụ thân của con. Con hãy đi đến Ngài và xin thừa hưởng gia sản. Thì Rahula vâng lời mẹ chạy theo Đức Phật. Và Rahula cũng chưa có dám nói cái gì
chỉ là đi theo bên này. Mãi đến một lúc sau rau lá mới thưa với Đức Phật: Bạch Ngài, con là con của Ngài, đi bên cạnh Ngài con cảm thấy mát mẻ, rồi rau lá nó tiếp nay những cái tài sản của Ngài Ngài không có sử dụng, con là con của Ngài thì xin Ngài cho con được thừa hưởng cái gia sản đó. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngồi suy nghĩ rằng là rau lá xin thừa hưởng cái gia tài của thế gian, mà rau lá từ trong quá khứ xa xưa đã tạo nhiều pháp độ, đây là kiếp sau cùng của nó, bởi vì ta hãy cho nó thánh sản, tức là tài sản của thánh, rồi Ngài mới truyền dạy cho tôn giả Sariputta. Tế độ cho rau lá xuất gia sa di. Năm đó rau lá được 7 tuổi. Vì còn là trẻ con và rau lá rất dạn dĩ, thông minh và thoải mái, cho nên rau lá cũng thường hay nói đùa, nhưng mà nó có cái tính hơi dối một chút. Và Đức Phật này nghĩ rằng Ngài sẽ giáo dục rau lá, con nít không nên nói dối như vậy, dù nói dối đi mà chơi. Thế là Ngài bắt đầu dạy cho rau lá về cái tính cách một cái vị sa môn, một cái vị xuất gia mà nói dối thì nó không có ra hệ thống gì mà không có giá trị gì. Cũng giống như cái thau nước còn chút ít nước không có giá trị, rồi Ngài ấp cái thau xuống và Ngài nói với sợi rau lá: cái thau ấp xuống kia nó trống rỗng và nó lật úp, như thế nào thì đối với một sa môn mà nói dối không biết hổ thẹn thì phạm hạnh nó cũng trống rỗng và nó bị lật úp cũng như vậy. Rồi Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng: này rau lá, con cần phải học tập rằng ta không nói dối, dù nói dối để mà chơi. Kế tiếp là Đức Thế Tôn Ngài dạy về cái cách tu tập phản tỉnh. Trước khi con
làm cái gì sẽ khi con đã làm gì, đã nói gì, đã suy nghĩ gì, cần phải phán tỉnh lại cái việc mình đã làm, đã nói, đã suy nghĩ, xem có lợi hay bất lợi. Đó là đưa đến cái sự đau khổ và hạnh phúc, nó thuộc về thiện pháp hay bất thiện pháp, được người trí tán thán hay là người trí chỉ trích. Khi phán tỉnh, nếu thấy rằng cái thân hành, khẩu hành, ý hành đó ta đã nói, đã làm, đã suy nghĩ, nó không có lợi ích, nó là bất thiện, là nhân đưa đến sự đau khổ và bị bất trí của trách, thì như vậy này thật rau lá, con phải tìm đến vị thầy hay vị bạn của trí để sám hối cái lỗi lầm đó và tự hứa rằng sẽ không làm như vậy, sẽ không nói như vậy, sẽ không suy nghĩ như vậy nữa. Rồi cái thân hành, khẩu hành, ý hành nào mà cũng đang làm, đang nói, đang suy nghĩ thì cũng cần phải phản tỉnh lại cái thân hành, khẩu hành, ý hành đó như trên. Nếu khi biết được cái thân hành, khẩu hành, ý hành đó nó là bất thiện, là vô ích, là đưa đến khổ đau vì người trí bộ trách, thì như vậy con phải dừng lại ngay, không tiếp tục làm, không tiếp tục nói, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Rồi ngài dạy rong lá, khi sắp làm cái gì, nói cái lời gì, sắp suy nghĩ cái gì, cũng phải phản tỉnh lại thân hành, khẩu hành, ý hành đó. Ta sẽ nói, ta sẽ làm, ta sẽ suy nghĩ, cái điều mà sẽ làm đó, điều sẽ nói đó, điều suy nghĩ đó, nó có lợi hay bất lợi, là thiện hay là bất thiện, là nhân đưa đến đau khổ hay an lạc, được người trí vỡ trách hay để tán thán. Nếu mà thấy rằng là thân hành, khẩu hành, ý hành đó nó là bất thiện, nó là bất lợi, nó là nhân đưa đến sự đau khổ và bị người trí vỡ trách, thì này rong lá, con dứt khoát không nên làm cái điều đó, không nên nói lời đó, không suy nghĩ lời đó. Đề ra hô lá, các vị bà la môn, các vị sa môn bà la môn trong thời quá khứ cũng như trong thời hiện tại và thời tương lai, các vị nhờ tu tập phản tỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành mà làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Đó là nội dung mà bài kinh Đức Phật ngài, bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết dạy cho rong lá lúc 7 tuổi trong thời gian còn thơ ấu. Bài kinh này có tên gọi là Ambalatika Rahulo Vadasuta, bài kinh số 60. Rồi cho đến thời gian sau, Rahula được 18 tuổi thì Rahula trổ mã trở thành một chàng thanh niên, mặc dù lúc đó cũng còn là vị sa di, nhưng mà với một cái thân tướng của chàng thanh niên, cái tuổi thanh niên như vậy đó, rau lá rất là đẹp trai, khôi ngô tuấn tú. Một lần đi theo Đức Thế Tôn vào thành Phật Thực, rau lá bất chợt nhìn
nhìn phong thái của Đức Thế Tôn đi ở phía trước và tự nghĩ mình là con trai của Ngài, mình cũng có thân tướng khôi ngô tuấn tú đẹp đẽ như vậy. Thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài đọc được cái tư tưởng của Rau Lá, Ngài mới dừng lại và Ngài thuyết cho Rau Lá nghe về cái sự tu tập phải quán xét. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Đức Thế Tôn Ngài dạy nhiều như vậy. Lúc đó Rau Lá mới nghĩ rằng hôm nay sau khi được Đức Thế Tôn giáo giới, ta nên lãnh thọ và thực hành. Rồi Rau Lá xin phép Đức Thế Tôn không đi khất thực nữa mà trở về để hành sa môn pháp với cái đề tài mà Đức Phật ngoài vừa dạy. Thì lúc bây giờ tôn giả Sariputta trông thấy Rau Lá đang ngồi tọa thiền, Ngài mới đi đến với tư cách là vị thầy tế độ. Ngài mới bảo Rau Lá hãy tu tập nhập xuất tức niệm, niệm hơi thở ra hơi thở vào, niệm hơi thở được tu tập thuần thục làm cho sung mãn sẽ đưa đến lợi lớn quả. Rau Lá thì cũng không dám cãi lời thầy, bởi vì kính trọng Đức Phật cho nên cũng không dám bỏ cái đề mục mà Đức Phật dạy ban sáng. Cho nên Rau Lá vào buổi chiều đã đứng dậy từ chỗ ngồi đi đến Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch hỏi Đức Thế Tôn thế nào là tu tập hơi thở có đưa đến lợi lớn quả bao lớn. Thì Đức Thế Tôn Ngài bắt đầu giảng cho Rau Lá nghe. Nhưng mà trước khi Ngài giảng về cái cách tu tập niệm hơi thở thì Ngài dạy Rau Lá hãy quan sát thân này nó gồm có địa đại, thủy đại, phong đại và quả đại. Địa đại trong thân này là cái gì mà thuộc về thô cứng như là tóc, lông móng, răng da, thịt, xương, tủy, thận, tiêu giáo, phổi, vân vân. Cần phải quán thấy địa đại này không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Rồi Ngài giảng về thủy đại là chất nước trong thân này như là mật đàm, mũ máu, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước giới, nước tiểu, vô cực. Cần phải thấy cái đó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Cũng vậy, đối với phong đại chất gió
đối với quả đại chất lửa trong thân này cũng quá sát như thế. Rồi Ngài giải thích về cái cách tu tập này rất lá, hãy tu tập hạnh như đất, như nước, như lửa, như gió, như hư không. Đất cho dù người ta có đổ lên trên đó những cái vật thơm, nó cũng không quan hệ. Mà nó đổ trên đó, đổ trên đất là vật thối, thì đất cũng không vì đó mà tức giận. Hãy tu tập như đất, tu tập như nước. Nước gì dùng cho người ta dùng để người ta gội đầu rửa mặt, hay người ta giặt những vật thơm, những y phục thơm, nó cũng không vì đó mà quan hỷ. Và khi người ta dùng để người ta rửa ráy những cái gì có quế, cũng không vì đó mà đó nước nó giận hờn. Tôi hãy tu tập như lửa, lửa nó có tính năng là đốt cháy, cho dù người ta đổ rác lên trên vào lửa, những cái vật bẩn thỉu vào lửa thì lửa cũng đốt cháy, nó không có giận hờn. Và đổ vào trong đó những cái củi thơm, lá thơm, những vật thơm, nó cũng không vì đó mà quan hệ. Rồi tu tập như gió, dầu gió đi ngang qua cái một vườn hoa thơm, không khí trong lành, nó cũng không vì đó mà gió nó quan hệ. Và nếu gió nó có đi ngang qua một đống phân, một bãi rác hay bãi tha ma, cái mùi khúc sốc xuống ấy, nó cũng không vì đó mà nó buồn phiền. Hãy tu tập như hư không. Hư không có mặt ở bất cứ nơi nào, dầu cho cái nơi đó là trong lành hay là nơi đó là ô nhiễm, thì cũng có không khí đi đến hết. Tu tập như vậy. Rồi Đức Phật lại giải tiếp cho Rahula về cái sự tu tập tâm từ, không hận không sân đối với tất cả chúng sanh, bên trên bên dưới, nam bắc. Với cái tâm biến mãn, cái tâm từ, mong chúng sanh được an lạc. Sự tu tập bệnh này râu lá sẽ có lợi lớn, quả báo lớn. Sau khi giảng giải cho râu lá nghe những cái cách tu tập như vậy rồi, thì Đức Phật Ngài mới bắt đầu giảng cho râu lá về cách niệm, 16 cách niệm hơi thở. Ra hơi thở vào, biết rõ vân vân. Lời dạy này được xếp vào cái bài Kinh Maha Rahulopada, Giáo giới Rahula Đại Kinh, bài Kinh số 61 Trung Bộ Kinh. Nguyễn Hai. Bài kinh đó Đức Phật Ngài thuyết cho Rahula, lúc đó còn là một vị sa di mới lớn, 18 tuổi, để cho vị đó có quá trình tu tập.
Đến khi rau lá được 20 tuổi, đủ tuổi để thọ cột túc giới, thì Đức Phật này bảo tôn giả Sariputta cùng với chúng tỳ kheo truyền cổ túc cho Rahula trở thành một vị tỳ kheo. Rồi Đức Thế Tôn mới nghĩ rằng rau lá đã thuần thục pháp đưa đến giải thoát, vậy ta hãy huấn luyện rau lá hơn nữa trong cái sự đoạn tận các lậu hoặc. Lúc đó là Đức Thế Tôn mà biết rằng duyên lành ba la mật của tôn giả Rahula đã được chín mùi để chứng được đạo quả A La Hán, nên ngài quyết định giáo giới Rahula lần này. Đó là đây là bài kinh giáo giới Rahula tiểu kinh, bài kinh số 147 mà chúng ta học trong ngày hôm nay. Sau bài kinh này, nghe xong bài kinh này thì tâm tư của tôn giả Rahula đã hoàn toàn thoát khỏi các cái lậu hoặc, không có sự chấp thủ, tức là chứng quả A-la-hán. Thưa quý vị, nội dung trong bài kinh này Đức Thế Tôn dạy tôn giả Rahula tu tập tùy quán tâm tướng vô thường khổ não vô ngã, qua 12 xứ 18 giới. Đối với những người kinh như thế này, chúng ta đừng đọc theo cái cách mà đọc cho nó qua, vì được lặp đi lặp lại nhàm chán. Không phải như vậy thưa quý vị, mà chúng ta cần phải đọc kỹ và nhớ kỹ cái cách mà chúng ta tu quán đó. Bởi vì trên hết chúng ta tu tập là để chúng ta giải thoát cái sự khổ đau, chứ không phải là chúng ta đi vào trong giáo pháp này chúng ta đứng dậm chân tại chỗ, tối ngày chúng ta chỉ lo đọc kinh tụng kinh, hoặc là chúng ta đi làm phước chỗ này ở chỗ kia. Chúng ta làm như vậy không? Thì đến khi mà chúng ta ngã bệnh, chúng ta nằm trên giường đó, hay là lúc chúng ta hấp hối giờ phút sắp lâm chung, lúc đó chúng ta sẽ trống rỗng, chúng ta sẽ
hốt hoảng và chúng ta sẽ bối rối, không biết giờ này mình phải an trú với cái pháp như thế nào. Cho nên chúng tôi cũng xin lưu ý ở điểm này để cho các Phật tử chúng ta có sự tác ý mà tu tập. Đức Thế Tôn ngài bắt đầu dạy rằng: Rầy rau lá, ngươi nghĩ như thế nào? Có mắt là thường hay vô thường? Và Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại thì có hợp lý chăng? Khi nhìn cái ấy, khi cho cái ấy là tôi, là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thưa không bạch, thưa không vậy Bạch Thế Tôn. Rồi ngài hỏi tiếp: Này rau lá, ngươi nghĩ như thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường Bạch Thế Tôn. Này rau lá, cái gì là vô thường, cái đó khổ hay lạc? Là khổ Bạch Thế Tôn. Này rau lá, cái gì vô thường hoại thì có hợp lý chăng? Khi thấy cái ấy, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, thưa không vậy Bạch Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn giải tiếp: Này rau lá, ông nghĩ thế nào? Nhãn xúc là thường hay là vô thường? Mà Đức Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó khổ hay lạc? Mà Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường khổ chủ sư biến hoại, thời có hợp lý chăng? Khi cho rằng cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thưa không vậy Bạch Thế Tôn. Rồi này rau lá, thọ tưởng hành thức khởi lên do duyên nhãn xúc này, những pháp ấy là thường hay là vô thường? Bạch Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường thời cái đó khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng? Khi cho rằng cái này là của tôi, là cái này là tôi, là tự ngã của tôi, thưa không vậy Bạch Thế Tôn. Ở đây thưa quý vị, hôm nay chúng ta có nhiều thời gian lắm, bởi vì không giờ thảo luận chúng tôi phải giảng cho đến tới 10 giờ. Do đó cho nên chúng tôi không có muốn tóm tắt. Chính vì cái chỗ mà chúng ta đọc cái bài kinh mà chúng ta bỏ qua những cái chi tiết tóm tắt đó, cho nên chúng ta mới không có nhớ và chúng ta không có thực hành được. Ở đây trong cái phần đầu, chúng tôi nói phần đầu, quý vị vui lòng đừng hót lên nữa, không có nhiều đâu. Chúng ta mới học đến con mắt, cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, rồi thọ tưởng hành thức do duy nhận vậy thôi.
nhiều đó. Còn mắt cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc, rồi các pháp thọ tưởng hành thức do duyên nhãn xúc, thì như vậy nó là năm năm pháp. Chúng ta học từng nhóm, chúng ta học từng nhóm, từng nhóm này mỗi một điều như con mắt. Ngài hỏi về con mắt xong, Ngài hỏi tới cảnh sắc, rồi Ngài hỏi tới nhãn thức, hỏi tới nhãn xúc, rồi hỏi tới thọ tưởng hành thức mà do duyên nhãn xúc sanh lên. Tất cả năm thứ đó đó, nó là thường hay vô thường? Thì rau lá theo dõi sát mới trả lời Đức Thế Tôn là vô thường. Tại sao vậy? Là bởi vì vị ấy quán thấy rằng duyên sanh ra con mắt, duyên sanh ra cảnh sắc, duyên sanh ra nhãn thức, duyên sanh ra nhãn thúc, nhãn xúc, duyên sanh ra thọ tưởng hành thức. Những cái duyên sanh ra đó cái đó nó cũng là vô thường biến hoại, vì nó sanh rồi diệt. Duyên sanh ra ở sắc quẩn đó, thì nó do nó nghiệp làm tập khởi, do vô minh làm tập khởi, do ái làm tập khởi, do thức ăn làm tập khởi. Tức là mắt cảnh sắc, mắt cảnh sắc thì nó do năm thứ đó làm tập khởi. Mà khi nghiệp đoạn diệt, ái đoạn diệt, vô minh đoạn diệt, thức ăn đoạn diệt, thì lúc đó mắt và cảnh sắc nó bị đoạn diệt. Thì cái gì có sanh có diệt thì đó là vô thường. Cũng bị nhãn xúc, tức là hành quân, mà thọ do duyên nhãn xúc, tưởng do duyên nhãn xúc, thì cái đó là thọ quẩn tưởng quẩn. Hành do duyên nhãn xúc thì nó cũng thuộc hành quẩn. Còn thức do duyên nhãn xúc thì thức đó là thức quẩn. Bốn danh quẩn này nó có duyên sanh, tức là duyên tập khởi, thọ tưởng hành quẩn do nghiệp làm tập khởi, do ái làm tập khởi, do vô minh làm tập khởi, do xúc làm tập khởi, thọ tưởng hành. Thì khi mà nghiệp đoạn diệt, ái đoạn diệt, vô minh đoạn diệt, xúc đoạn diệt, tức là cái duyên tập khởi đoạn diệt đó, thì như vậy thọ tưởng hành nó cũng phải diệt, bị hoại diệt. Thức quẩn nó do nghiệp làm tập khởi, ái làm tập khởi, vô minh làm tập khởi, do danh sắc làm tập khởi. Khi mà cái pháp tập khởi của nó, nghiệp ái, vô minh và danh sắc bị đoạn diệt, thì thức nó sẽ bị đoạn diệt. Bởi vì nó pháp nào mà cho duyên
gì làm tập khởi sanh ra, mà cái duyên tập khởi đó vô thường thì cái này nó cũng là vô thường, cái này cũng là vô thường. Thí dụ như chúng ta nói cái bàn do duyên gỗ mà người thợ mộc đóng thành, gỗ đó nó sẽ bị mục, bị mọt, nó bị hư hoại trong tương lai. Gỗ nó bị mục, bị mọt, bị hoại trong tương lai đó, thì cái bàn này nó cũng bị, nó cũng sẽ bị hoại trong tương lai. Bởi vì cái bàn đó nó do gỗ làm tập khởi. Mà gỗ vô thường thì cái bàn của em vô thường. Chúng ta cứ quán thấy gì vậy? Không biết nói về quý vị hiểu không? Chúng tôi thì còn khi nói chuyện trời trăng mây nước, chỉ nói cho nghe những cái pháp khúc lỗi gì thôi. Vậy là thế thì đối với cái nhóm pháp thứ nhất là con mắt cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc và thọ tưởng hành thức do như nhãn xúc. Tất cả những thứ đó nó là vô thường. Và cái gì vô thường sanh diệt, có trạng thế biến đổi và luôn chịu sự bức bách thì cái đó là khổ. Mà cái gì vô thường khổ, nó diễn biến một cách tự nhiên, không do cái sự sắp xếp của một quyền năng nào, thì như vậy cái đó gọi là vô ngã. Chúng ta cứ quán vô thường khổ vô ngã như thế, nó có sự liên đới với nhau. Hễ cái gì vô thường thì cái đó là khổ, mà cái gì vô thường khổ không có cái sự sắp đặt của một quyền năng nào, một quyền lực nào, thì cái đó là vô ngã. Chúng ta cứ quán xét theo cái nhóm đó. Bây giờ chúng ta đến cái nhóm thứ hai. Đức Phật này dạy rằng này Rahula, ông nghĩ như thế nào? Lỗ tai là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái chi là vô thường, thời khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, thời có hợp lý không? Khi cho rằng cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ như thế nào? Cảnh thinh là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường thời cái đó khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng? Khi cho rằng cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thưa không, vậy Bạch Thế Tôn. Rề ra hô lá, nhất là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường cái đó khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng? Khi quán thấy cái ấy, cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thưa không, về Bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật hỏi tiếp: Này Rahula, nhĩ xúc
là thường hay vô thường? Bà Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bà Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại? Thời có hợp lý chăng khi cho rằng cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi? Thưa không vậy Bạch Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn hỏi tiếp rằng: thọ tưởng hành thức do duyên nhãn xúc mà sanh khởi, những pháp ấy là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại? Thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy, cái này là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi? Thưa không về Bạch Thế Tôn. Đó là bài học thứ hai. Bài học thứ hai này thì Đức Phật dạy chúng ta quán lỗ tai, cảnh thinh, nhĩ thức, nhĩ xúc và thọ tưởng hành thức do duyên nhĩ xúc cho thấy rằng năm giới đó, năm pháp đó nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, theo cái cách mà chúng tôi trình bày khi nãy đó. Tức là chúng ta quán, trước hết là chúng ta thấy hễ cái gì đã do duyên tập khởi sanh ra, thì khi mà cái duyên tập khởi đó bị hoại diệt thì cái đó nó cũng bị hoại diệt. Mà cái đó chính là tai, là cảnh thinh, là nhĩ thức, là nhĩ xúc, là thọ tưởng hành thức do duyên nhãn xúc, do duyên nhĩ xúc, nó bị vô thường. Cái gì vô thường biến hoại, luôn bị bức bách thì cái đó là khổ. Mà cái gì vô thường biến hoại khổ, diễn biến không theo cái sự sắp đặt của một quyền năng thì cái đời là... thì chúng ta quán về ở đây cách thứ hai. Không biết là Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Tân, các vị có mặt ở trước máy không ạ? Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Pháp Tân, hai vị có mặt ở trước máy không? Chắc là không rồi. À, thấy có Thượng tọa Tuệ Quyền. Chúng tôi muốn thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ tiếp giảng cho hai phần kế tiếp. Ở đây trong cái bài học này, Đức Phật ngài dạy cho rau lá về cách tu tập tùy quán tam tướng vô thường khổ vô ngã đối với
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nhãn xúc, chỉ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Bốn dinh quẩn sanh khởi do duyên, nhãn xúc do duyên, nhĩ xúc do duyên, tỷ xúc do duyên, thiệt xúc do duyên, thân xúc do duyên, ý xúc. Tất cả những cái đó cần phải được quán thấy là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì hồi nãy đến giờ đó, chúng tôi trình bày chi tiết, không có tóm tắt. Chúng ta đừng có tóm tắt vì chúng ta không có giờ thảo luận, mà chúng ta học tới 10 giờ lên, cho nên bài kinh này chúng ta phải tán điểm ra, bỏ cái tóm tắt vân vân chấm chấm đó đi. Bây giờ thỉnh thượng tọa giảng hai phần. Mũi cảnh thinh, phần thứ nhất là mũi cảnh thinh. Tỷ thức, tỷ xúc, bốn dịch quẩn khởi lên do duyên tỷ xúc, thì tất cả cái đó đều là vô thường, khổ, vô ngã. Cái phần kế tiếp, tức là phần thứ ba, phần thứ tư, nói về lưỡi, cảnh vị, thiệt thức, thiệt xúc và thọ tưởng hình thức do duyên thiệt xúc khởi lên. Tất cả thứ đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì giải hai phần đó thôi. Nếu như lát nữa mà có thượng tọa pháp tân thì thỉnh thượng tọa pháp tân giải hai phần cuối là thân và ý. Xin thỉnh thượng tọa Tiền Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa này chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa pháp tân, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Từ Tri, đại đức Tuệ Đức, sư Minh Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư phật tử. Dạ, sư phụ đã giảng cái phần report dùng lại cái câu dạ, nhãn thức thì nghĩ. Bây giờ cái con là thiệt thức, tỷ thức và thiệt thức. Cái điều đó sư phụ nói như vậy có đúng hay không? Vì báo tiếp tục chúng tôi vừa chạy vào, vừa đi ra cái nghe sư phụ kêu cái là đi vào. Thì hai phần đầu sư phụ đã giảng rồi. Thì về cái ngày ra hú lá, cái kinh này ngày dạy cho ngày ra hú lá giáo giới, có đúng như vậy không sư Tự Truy? Sư Tự Truy báo dùng. Và mũi đúng rồi, tỷ thức và thiệt thức. Rồi cảm ơn. Thì kính thưa quý vị, có thể nói đây là một cái, như lời chúng ta đã nghe sư phụ từ sư giảng nãy giờ, thì một cái đề mục mà chính Đức Phật ngày dạy cho ngày ra hú lá. Chúng ta đã nghe được hai cái phần đầu, bây giờ tới phần tỷ thức, tức là mũi và lưỡi. Cái đó đó, tức là bắt cảnh khí và bắt cảnh. Mũi là bắt cảnh khí và lưỡi là bắt cảnh. Bắt cảnh tức là cảnh vị và cảnh vị. Thì kính thưa quý vị, mà ở đó xuyên qua để thấy được, để biết được nó vô thường ở trong cái gì, ở trong cái tứ danh quẩn, tức là thọ tưởng hành và thức. Dạ, nó do duyên xúc này. Thì chúng ta thấy nó có phần thô thôi, tất cả cái mùi
chúng ta gọi là hương ngay mùi nhớ, là nó đã đi qua. Hương ngay mùi nhớ, mà nếu như hương ngay mùi nhớ đó nó tác động đến chính chúng ta bằng cảnh thinh, xin lỗi, bằng cảnh cảnh khí, bằng cảnh khí tức là ngửi mà, nhà ngửi, thì đó là cũng là đúng là của sáu nội xứ, đúng vậy, cũng cũng là nội xứ, ngoại xứ cũng phải, chúng ta cũng thể nói như vậy. Thì tất cả các mùi gì dù cho là chúng ta bị ngửi hay là ngửi thôi rồi nó cũng qua, ngửi có mùi độc thì chúng ta có thể tới ngất liền, chúng ta chết, hay là chúng ta bị ngất trong một thời gian rồi nó cũng như thế. Rồi chúng ta nếm có những cái chất độc, hay như nếm những cái vị ngon, vị lạ mà thiệt thức này cảm thụ, tại sao nó đi qua cái sự vận hành? Khi danh pháp này, tức là khi thọ, khi tưởng, khi hành, khi thức nó khởi sanh, tại sao mà cảm nhận được cái mùi thơm này nó dễ chịu? Tại sao cảm thọ được cái mùi này nó khó chịu? Và từng cái khó chịu của chính nó, đây là cảm thọ mà nó tác động đến đến cái sự liên quan của tưởng và của hành. Thì chúng ta, nếu chúng ta học cái học cái diệu pháp thì hỡi mà chúng ta nhớ, tức là nó được cái này thì nó trừ cái kia. Thí dụ như ở trong 52 sở hữu thì khi mà chúng ta thấy nó được cái tưởng thì còn lại 51, hoặc là cái thọ tưởng rồi thì chúng ta thấy là nó trừ ra 2 thì 50, cứ 50 những cái sở hữu còn lại nó sẽ phối hợp tùy theo cái tâm, cái cảm thọ xúc của chính chúng ta, mà tâm nó khởi sanh khi mà là nó là vừa, nếu là bất thiện thì nó đi sẽ theo bất thiện, nếu mà nó là thiện thì nó cũng sẽ đi theo cái sở hữu thiện, tức là sở hữu tịnh hảo đó. Thì kính thưa quý vị, thì ở đó chính là nó qua một quy trình và chính tâm nó khởi lên, cuối cùng thức ở đây khởi lên, tâm khởi lên cảm thấy mến thích, cảm thấy vừa lòng khái khởi hỷ khởi lạc, cảm thấy món ăn đó nó ăn thật là ngon, cái thiệt thức này nó đối với cái cảnh vị, đối với cái cảnh vị và cảnh vị, và đối với cái cảnh khí tức là chính là cái mùi, còn cảnh vị tức là cái lưỡi chúng ta nếm vị, rồi chúng ta nếm vị. Thì ở đó tất cả những cái tiêu chí, những cái hình thái đó thì ở trong tinh thần tu tập thì chúng ta thấy đều là phải được cái gì, phải được cái sự tu tập, phải được cái sự thu hút, phải được cái sự ngăn che, mà đó chính là quán nó về cái vô thường. Trước khi mà chư tăng đụng nếm ngửi một cái vật gì đó chuẩn bị thọ dụng, thì chắc chắn rằng Đức Phật ngày dạy các thầy tỳ kheo phải có cái sự quán tưởng. Chẳng hạn như giờ ta đang ăn đây thì cái gì, khi lưỡi nếm vị xúc chạm đó, để tâm không bị tham ái khởi sanh lên, vậy ấy biết quán tưởng, chỉ biết ta đang nhai để ăn, cảm giác này là cảm giác nó mặn hay là nó ngọt, và cứ như thế, và cái ăn này để nuôi dưỡng thân xác này để tồn tại, để ngõ hồng hỗ trợ phạm hạnh, chứ không phải ăn để mà sống, chứ không phải, xin lỗi sống để mà ăn, không phải như thế, mà ăn để mà sống, để chúng ta tu như vậy, không phải để mà trao chuốt hay là để mà cho nó khỏe mạnh cái thân xác này. Và cái sự quán tưởng như vậy để làm gì? Và khi một cách ghê gớm hơn nữa, tức là khi quán sát thức ăn này rồi thì nó cũng là nhòm gớm,
đấy là cũng sự quán tưởng, tại cho nó khi mà chúng ta ăn rồi thì nhớ một thức ăn, khi mà thực phẩm này đụng vào cái lưỡi này, đụng vào cái thân này thì chắc chắn rằng rồi nó cũng sẽ đi, rồi nó cũng sẽ qua ruột ruột già ruột non, và nó đi ra đại tiện hay tiểu tượng tiểu tiện, hay là uống một cái vật gì đó vân vân. Hay là khi khi chúng ta cảm giác mà ngửi cũng như thế, chúng ta biết rằng đây là cái mùi thơm, đây là cái mùi khó chịu, chứ không phải vì cái mùi thơm đó mà tâm khởi sanh luyến ái, không vì cái mùi khó chịu đó, cảnh khí này mà chúng ta thọ xả quả bất thiện, và ở đó cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội khi thọ, khi tưởng đó, và khi các hành đó, tức là bực bội, khó chịu, hôn phần nó xuất hiện, các sở hữu hôn phần và bất thiện nó khởi sinh lên tâm, nhưng khởi sinh lên tâm bất thiện, bực bội, khó chịu. Tại sao mình bị cưỡi cái mùi này? Tại sao mình bị nếm một cái mùi này? Chi hoa không có. Khi cái sự tu tập là phải có một cái sự suy nghĩ khác. Chúng ta không để tâm của chúng ta như thế. Chúng ta biết rằng dầu cho có như thế nào thì các cảnh này, các cảm thọ này, các tưởng này, các hành này và các thức này, rồi nó cũng sẽ bị cái gì? Bị cái sự vô thường, chắc chắn là như thế. Bởi vì thọ, cảm thọ đó chắc chắn phải vô thường, mà trong cả bài kinh A Thọ đó cũng đã nói như vậy, rồi nó cũng sẽ vô thường. Thì ở đây kính thưa quý vị, nếu như chúng ta tu á, mà chúng ta cứ suy nghĩ, cứ nghĩa là không sao đâu, khi mình nghĩ á, mình phải tu như thế này, tu như thế nọ, nhưng điều mà có thể nói rằng trong những cái thấy nghe nếm đụng này, nội và ngoại xứ này, nội và ngoại cảnh này, nội và ngoại phần này, chúng ta những hiện tượng, những hình thái gì xung quanh, xung quanh tức là mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm này mà tác động đến thọ tưởng hành và thức, cho chúng ta vừa lòng hay cho chúng ta không vừa lòng, cho chúng ta cảm giác dễ chịu hay là không dễ chịu, cho chúng ta có một cái sự suy nghĩ, cái sự bực bội, cái sự u uất, hay là cái sự tham luyến với cảnh đó, để cho các cái tâm nó khởi sanh lên, thì đều là một cái điều sai lầm. Khi chúng ta tu tập, chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng, tại sao mà nó là quan trọng? Bởi vì tất cả những cái ngoại cảnh, ngoại sắc hay là nội phần, ngoại phần này, nội xứ, ngoại xứ này, nếu không tu tập thì nó tác động rất là lớn. Khi mắt bắt nó kịch sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị thân xúc chạm. Cho nên vì vậy á, Đức Phật ngày giải chữ mà trong cái mà tứ thanh tịnh giới, trong đó có cái là Sanvara, tức là cái sự thu thúc lục căn, cái sự gìn giữ, cái sự phòng hộ, bảo vệ mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, hay là nhãn căn và ý căn này, để cho nó không có bị dao động, không có bị dễ vui, không có bị ác pháp bất thiện nó khởi sanh lên. Quý vị biết, chúng tôi nói cái nếm vị thì cái vị đắng á, chúng ta thấy cái vị đắng á, nó rất đắng không quý vị? Quý vị biết có một cái cây gọi là cây mật nhân, hay là cái cây gọi là cái cây lá đắng á, hay nói một cách dễ dàng hơn, tức chúng ta uống tim sen á, tôi uống tim sen không? Hay uống thuốc bắc á, đắng á. Đầu tiên cái đắng, người ta sợ, người ta phát ối luôn. Khi mình uống những lúc đầu tiên, chúng tôi cũng sợ, chúng tôi uống cái đắng, chúng tôi uống đắng. Uống cái vô thì nó hơi khó chịu, nhưng lần lần tập thì bây giờ đã uống không thấy đắng nữa. Bây giờ như chúng tôi đang uống cái tim sen này,
chúng tôi đang có một cái ly nước tim sen này, mọi người biết chúng tôi bỏ một nắm, chúng tôi pha vô cái bình đó, gọi là một nắm tức là thật là nhiều luôn đó, để chúng tôi uống thay cho trà luôn. Muốn thật đắng thì thật thích, nhưng ở nên nó cái gì, cái đắng nó chúng ta nó khó chịu nhưng nó cũng cũng đi qua, cái lưỡi này nó niết vô cái đó rồi thì tập nó cũng đi qua, nhất quyết không có có ngậm kẹo hay là cho cái vị giác gì khác, tập cho nó thích nghi thì nó cũng đi qua được. Ngày xưa cứ như lúc chúng tôi bệnh phải uống thuốc bắc thì cũng đắng qua được, và chúng ta thấy khi nó qua được đó chúng ta cảm giác nó khó chịu, nhưng chúng ta để đừng bây giờ để mà thích rất là kẹt, ớt cay lắm quý vị. Nhưng có nhiều người không có ớt không ăn được, thì đó chính là bị cái gì, cái ái cho nó được, cái cay, cái khó chịu đầu tiên khó chịu, nhưng chính cái cay đó đó vô tình khi mà thấm phục rồi thì ở đây chúng tôi muốn nói cái cảm giác cay quý vị thấy thấu trời, cảm giác thò khổ đó nó thấu trời. Người ta sợ lắm, người ta ăn cay một cái là khủng khiếp, như là đang ngậm một cái thuốc độc vậy đó. Nhưng điều mà sự thật ra rồi nó cũng phải vô thường thôi. Nhiều cái uống nước vô nó cũng không hết cay, uống nước đá cũng như thế. Những điều mà sau có nghe rồi nó cũng hết, nó lại chứ. Tại sao cảm thọ nó vô thường, cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ hỷ gì nó cũng đều là vô thường. Mà cái gì là vô thường, cái cảm thọ đó đó. Cho nên nếu như chúng ta mà có bị một cái bệnh, chẳng hạn như chúng ta bị bệnh, tức là cái lưỡi chúng ta nhiều khi nó bị bệnh đó, nó bị một cái virus gì mà nó đóng ở trong đó đó, mỗi người biết trị không hết được. Hay là người ta bị một cái thiệt thức, tức là cái nóc họng của người ta đó nó ung thư luôn đó, vân vân, thì tất cả những cái hình thái của cuộc đời này, nó dầu cho là sắc hay là thọ tưởng hành thức gì, nó đều là nó vô thường của danh quẩn này. Ở đây nói đến tứ danh quẩn, tức là thọ tưởng hành thức, thì do cái gì, do có xúc đó, có xúc có thọ đó, xúc duyên thọ đó, thọ duyên cho ái đó, ái nó duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu đó, thì tất cả nó phải liên quan như thế và nó vần xoay, chứ nó không có định vị ở một chỗ nào. Thì ở đây cho nên vì vậy cái sự tu là chúng ta phải triệt tiêu được nó, thì dầu cho là có lạc có khổ như thế nào thì rồi nó cũng đi qua. Và cái tỷ thức này và cái thiệt thức này nó liên quan cái thần kinh tý, thần kinh thiệt. Nếu như thần kinh tý, thần kinh thiệt này mà được chúng mà được cái thân tứ đại của chúng ta đó, từng đất nước lửa gió này nó bảo hòa thì rất là tuyệt vời. Chứ nếu như mà chúng ta bị một cái mũi mà nhiều khi mà bị nhất là bị viêm son á, bị viêm son á là chúng ta rất là bất lợi. À, sẵn chúng tôi cũng nói vô thì không biết này cái y học như thế nào, nhưng điều mà chúng tôi thấy đó, nếu mà chúng ta biết là ở bên ngoài đó có cái đèn có tia ngoại đó soi á, soi ngay cái mũi chúng ta chụp vô đó, thì nó đỡ lắm. Những lúc mà chúng tôi cảm thấy sổ mũi hay những cái cảm thấy nó bất thường đó, chúng tôi cũng bị cái viêm son nhẹ đó, thì chúng tôi thường thường đó, cứ hàng ngày chúng tôi cứ lấy cái tia ngoại đó, tức là kêu đèn tia ngoại của y khoa đó, chúng tôi cứ soi vô mặt mà nó bớt nhiều. Thì ở đây chúng ta biết là khi mà cái mũi chúng ta đó có những lúc nó không còn cảm nhận mùi nữa nha, mà khi mà chúng ta bị bệnh đó, bệnh nó khởi sanh lên, thì ở đây rồi nó cũng hết thôi. Nó cũng do cái gì, nó cũng do cái trì nghiệp của mình, nó phải đẩy lùi, hay hoặc là nó phải vượt qua, rồi nó có thể bị do thời tiết, nó có thể bị do
cái sinh hoạt của ta nữa, và nó cũng nhiều thứ lắm. Thì kính thưa quý vị, cái thiệt thức này và cái mũi và cái lưỡi này, nói gì dễ nghe, cái mũi và cái lưỡi này nó là kết nối của cái đời sống của chúng ta nha. Chúng ta nhớ đó, chứ đừng có nghĩ rằng thôi bây giờ nếu bây giờ mình nghẹt mũi như vậy chắc mình đỡ phải ngửi, đỡ phải lo vậy, nó cũng là cái đau khổ. Thôi vì cái lưỡi mình coi như nó không có cái vị giác gì, chẳng những lúc đó là cái gì, chúng ta bệnh chứ. Chứ còn ở đây nói đến một cái sắc thái nó bình thường. Thì kính thưa quý vị, như thế thì chúng ta có một cái kỷ niệm rằng mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, hay là nó đơn giản bây giờ đây chúng tôi nói là mũi và lưỡi này, nó cũng là một sự tương thông. Chúng ta nhớ hỏi mũi chúng ta có bị bệnh là thì thức chúng ta cũng có vấn đề, bởi cái nóc họng nó là một cái thiệt thức này, cái lưỡi này và nó còn liên quan ở phía trong này. Để nó phát ra cái gì, cái âm thanh, nó phát ra cái âm thanh tiếng nói, nó đẩy ra được. Mà cái lưỡi này, bởi vì nó ở trong một cái vai trò của quy trình của sát quẩn, nó có một cái pháp mà gọi là hỗ trợ, nó tương ứng, hay là các pháp nó đồng sánh, nó hỗ trợ nhau. Chúng ta thấy nếu như cái họng của chúng ta có vấn đề thì mũi chúng ta nó cũng rất là bất tiện. Mà nếu như mũi của mình mà có vấn đề thì cái họng nó cũng rất là nguy hiểm, bởi vì nó có cái sự tương thông. Mà khi mà cái họng của mũi chúng ta thì nó phát thanh ra, nó phát âm ra thì nó cũng rất là bất lợi. Yeah. Cho nên một người mà bị một cái bị mà chúng ta bị cái hồi xưa như chúng tôi bị cái nó kêu là cái thắt tiếng á, lạ, kêu là viêm thanh á, viêm thanh quản á, nó không có được bình thường. Sau khi đi khám bác sĩ thì họng tức là phải mổ, tức là phải lột một cái miếng gì ở trong nóc họng của chúng ta ra thì mới trở lại cái vị trí. Nhưng điều mà sau đó không có lột, tự nhiên cũng may, tức là cũng tứ đại nó cũng điều hòa trở lại, tức là nói không còn cái tiếng nói của mình nữa, nó phải chuyện bình thường nữa quý vị. Bây giờ mình đang nói như thế này thì nghe cái âm thanh như thế này, nhưng khi chúng ta bị cái đó là do cái gì, từ cái nóc họng, từ cái tiềm thức này, đó là vấn đề. Ở đây đối với tôi rất là buồn, tôi rất là khổ, coi như từ nay nhưng mình nói không có được, coi như là rõ ràng rồi, nó nói không được trong kẽo rồi, đúng không, rất là buồn. Nhưng nếu sau cái chuyện gì nó cũng qua thì mình suy nghĩ đó, cái chuyện lúc đó mình nghĩ rồi nó cũng đi qua thôi, cảm thọ này, chứ suy nghĩ như vậy chứ không có nghĩ rằng cái chuyện vô thường, những cái tôi nghĩ cảm thọ này cũng sẽ có lúc chấm dứt thôi. Một cái là do cái duyên của mình, còn hai nữa là chúng ta điều trị trị bệnh. Cho nên vì vậy cái sự tu tập là đòi hỏi rất là cần thiết, rất là quan trọng. Khi chúng ta biết quan sát Phật dạy đó, đó các pháp nó diễn tiến nó như thế, chứ còn không phải là ai coi như là đặc điều, ai có thể mà có thể điều hành cho nó chứ nó được. Hỡi mà chính vì nó mất đi thì chúng ta phải khổ. Bây giờ như là nếu như trường hợp mà chúng ta bị khan tiếng, chúng ta bị sổ mũi, mà sổ mũi thì ta đưa tới chúng ta khan tiếng, bởi chúng ta nó có sự liên quan. Mà khi tứ đại này nó bất hòa thì tứ đại nó bất hòa nó cũng là một sự vô thường ở trong cái gì, ở trong cái thiệt thức, ở trong mũi và lưỡi, ở trong cái tỷ thức và ở trong cái thiệt thức. Thì ở đây mũi lưỡi này nó là vô thường, chính được Phật ngài dạy cho ngài A Nan. Mà cái gì vô thường, cái đó thời sẽ khổ.
thì cũng như vậy, xúc đó hay là cái tưởng đó hay là cái ý tâm hay là cái chúng ta gọi là cái thiệt thức và cái tỷ thức này, nó là vô thường, nó phải đổi thay, nó phải vô thường. Nó vô thường không nói trên một cái quy trình của sắc pháp nó diễn tiến được, mà nó trên quy trình của danh pháp nó đang diễn tiến theo cái cảm thụ, theo cái danh pháp của chính nó, thọ tưởng hành và thức, nó biến diệt liên tục. Cũng như ngửi một cái mùi thơm, ngửi một cái mùi thối, nên vị ngọt, vị đắng, vị chua, vị cay, vân vân, thì nó đều là một cái hình thái. Khi chúng ta đang khát quá thì chúng ta cũng biết à, nó đang khát rồi, cái khát này nó sẽ hết. Và trong cái gì chúng ta đang uống, chúng ta biết à, bây giờ cái uống chúng ta có đầy đủ cái nước này, nhưng rồi có những lúc nó không có đầy đủ như chúng ta. Như thế đó chính là một cái sự hiểu biết theo một quy trình của cái gì, của các pháp. Mà ở đây chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Hôm nay tức là chúng ta đang nói về cái mũi và cái lưỡi này. Cho nên cái sự tu tập cần phải có một cái sự kiểm soát, cần phải có một cái sự ý niệm một cách rõ ràng. Dù cho là bệnh hay là dù cho chúng ta đang thọ dụng, dù cho chúng ta đang sinh hoạt cái mũi, cái lưỡi đó. Và cái mũi lưỡi này nó cũng sẽ lúc đó, nó cũng sẽ thơm, lúc nó cũng sẽ thối. Khi mà nếu như mà chúng ta không có biết vệ sinh nó, vệ sinh cái mũi, vệ sinh cái miệng, đó cũng chính là một điều mà chúng ta làm. Chúng ta cũng phải khởi lên cái ý niệm đó, cái ý niệm của cái thị trường này, ý niệm của cái biến đổi này. Dạ, thì kính thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày qua cái thảo luận cái câu hai phần, tức là mũi và lưỡi là như vậy. Nếu có điều chi thì kính thỉnh, nếu có sự phụ tử siêu có thể bổ túc thì kính cung thỉnh sự phụ siêu, còn nếu như không thì kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Một phần quý vị thấy thượng tọa Pháp Tăng còn không, quý vị? Dạ không, như vậy thì kính bạch sư phụ, bây giờ thì con có được điều trình bày như vậy. Bây giờ còn còn hai phần còn lại, tức là thân và ý, thì con kính cung thỉnh sư phụ. Bạch sư phụ, nếu sư phụ có mặt không? Nếu sư phụ có mặt thì con sẽ chắc là con sẽ nói luôn. Nếu sư phụ nghĩ, tội nghiệp sư phụ cũng đã nói một tiếng đồng hồ rồi. Còn nếu như mà sư phụ mệt thì con thỉnh sư phụ đi nghỉ. Còn chút xíu nữa con nói, xong chút xíu con có thể thỉnh một phần có sư phụ rồi. Dạ, một phần. Thượng tọa, thượng tọa tự nguyện á. Nếu mà thượng tọa có thể giúp được, giúp cho hết bài kinh đi. Nếu thượng tổ quan hỷ, thượng tổ giúp được thì nói cho hết bài kinh đi. Dạ, sa thú. Vậy con thỉnh sư phụ đi nghỉ sớm. Dạ, kính thỉnh sư phụ đi. Dạ, một phần. Dạ, con nhân đời. Dạ, con kính lễ sư phụ, kính chúc sư phụ một đêm an lành. Dạ, kính sư phụ đi nghỉ trước đi, rồi con sẽ kết thúc chương trình luôn. Dạ. Thì không, còn không nữa thì con chứ chỉnh sửa thông báo một chút xíu nếu như tùy theo tình huống. Dạ, con kính lễ sư phụ.
kính sư phụ đi nghỉ trước thì dạ. Dạ, mô Phật kính sư phụ. À, kính thưa quý vị, bây giờ tiếp tục nữa là chúng tôi nói tiếp qua cái phần của cái bây giờ cái thiệt thức, cái thiệt và cái thân thức, tức là cái mũi lưỡi thân, bây giờ nói tới thân. Bây giờ cái thân này làm sao chúng ta nói rằng nó sẽ vô thường này, nó quá vô thường, cái đau nào cũng đi qua hết. Chúng tôi nhớ hồi xưa cái này chúng tôi nói quý vị nghe, quý vị biết là nó thực tế luôn đó nha. Khi mà chúng tôi có một lần chúng tôi bị cái mạch lương, khi quý vị biết sự thật luôn, cuộc sống của chúng tôi cũng rất là cẩn thận, nhưng điều mà không khéo một chút xíu thôi là ở nơi nhạy cảm, ở cái nơi hậu môn đó, quý vị biết nó bị gọi là mạch lương, mạch tức là như cái con lương đó, nó luồn nó ở trong đó. Mà quý vị biết khi mổ ra đó, quý vị biết đau thấu trời, khi đi khi đứng không thể nào mà chịu đựng nổi. Chúng tôi hỏi với bác sĩ, chúng tôi nghĩ rằng ở chỗ đó nó là cái chỗ mà nó bài tiết thì nó rất là ghê mà khó có lạnh. Bác sĩ gì chứ, khi nào mới lạnh được bác sĩ, chứ này chắc khó lạnh quá. Thì bác sĩ mà nói không sao đâu, sao cũng lạnh, nó ở trong nội phần của mình, nó ở trong tạng của mình hay ở ngoài, nếu như nó đừng có bị ung thư thôi, chứ còn nếu như tất cả mọi thứ nó đều tức là khi bị ung thư rồi thì coi như là cái đó nó chết, nó thua rồi. Chứ chúng ta đang nói một cái bệnh bình thường, thì cái thân xác này, cái thân này nó cảm thụ của cái gì, của cái sự xúc chạm. Thân thì xúc ha quý vị nha, với cái thân xúc chạm nó vừa lòng, tức là nó cảm thọ này, cảm thọ vừa lòng, cảm thọ đau khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ khổ của cái thân này. Khi chúng ta đau đớn vô cùng, chúng ta nghĩ rằng thật sự là khủng khiếp, rồi nó cũng đi qua. Mà chúng tôi nhớ, đúng chúng tôi không nhớ, khi chúng tôi bị chấn thương đó, thì khi bó đó coi như là các sư và những người thân kể lại đó, tôi thấy mình ôm cái đầu mà mình rên xiết, mình rên la, nó đau một cách khủng khiếp. Lúc đó mọi người cũng như các sư huynh đệ nó là thấy nghĩ rằng là chắc mình chết khi bị cái tai nạn nó tới đó. Thì kính thưa quý vị, rồi cũng đi qua thôi. Cái thân xác mình bị một cái phải nói là cái thống thiên đau khổ nhất trên cuộc đời này thì là cũng đi qua. Ở đó muốn nói được cái gì, đừng bao giờ chúng ta phải rơi vào một cái tuyệt vọng, cái đau khổ gì cả. Cái thân xác này rồi nó sẽ vô thường, dầu cho cái thân xác này của chúng ta nó giả tạm quả thật như vậy. Nếu chúng ta nói trên cái lý pháp đó, thì cái thân thấy thân như quyển mộng, như bào, như ánh, như diệt, thì nói thật cho nó kinh văn một cách căn bản hoặc là phê nô bình đu bà mang rung băng quê đà na bốc bù lù bà ma ma ra chi cu bà ma sánh nha sang kha ra, tức là thấy nó như là bọt bông bóng nướng, như là ánh chớp, như là cây chuối vân vân, thì cái thân này nó như cây chuối nha. Thì khi tất cả pháp nó khởi sanh lên và nó đều phải gì, cái thân xác này xuyên qua thân này của các cảm thọ, của các tưởng, tức là của cái gì, của hành quẩn này và của thức quẩn này, nó phải đi mất hết. Không bao giờ mà chúng ta có một cái cảm giác nó sẽ tồn tại. Bây giờ chúng ta đang nằm trong cái phòng mà có e, tức là có cái máy lạnh, ở Việt Nam kêu là phòng máy lạnh, chúng ta cho nó là mát, cho nó là mát quá à. Đến mát một hồi đến khi chúng ta cũng thấy nó vô thường, đến khi nó cảm thấy lạnh à, thì cái thân xúc này nó là gì đó, nó phải vô thường trong cái gì, trong cái cảm thọ,
trong cái sự tưởng sự nhớ và trong cái cảm giác của đó mà các hành nó phối hợp. Hành ở đây tức là 50 sở hữu trừ thọ tưởng. Mà nếu như nó theo cái gì, tức là sở hữu bất thiện thì đi theo bất thiện, nếu như mà cái thọ thiện thì nó cảm thọ thiện thì nó đi theo cảm thọ thiện, mà cái tưởng thiện thì hành nó phối hợp cùng với thọ tưởng này. Và hành ở đây còn lại tức là 50 sở hữu trừ thọ tưởng, và thức là 121 tâm để tương ưng theo cái gì, 121 tâm theo từng cái cảm và từng cái diễn tiến của danh này. Nếu như là thọ thì nó diễn tiến theo danh đó, nó xin lỗi, thức đó nó sẽ diễn tiến theo cái thọ đó, cái tưởng đó, và cũng như cái hành đó nó sẽ diễn tiến theo. Thì nếu như cảm thọ đó mà chúng ta cảm thấy cảm thọ mà vừa lòng khái thì khai lạc, thì ở đây kính thưa quý vị, cái thân xác này tưởng hành và thức nó cũng tùy thuận đó. Vì như thế chính Đức Phật đã nói rồi, nó cũng sẽ vô thường. Bởi vì sao? Nó diễn tiến nó đi qua. Cái tâm thức bây giờ chúng ta nằm hay chúng ta coi như bây giờ thân chúng ta xúc chạm, thân xúc chạm này bây giờ chúng ta thấy cái lạnh, cái Việt Nam mà cái nóng, chứ bên nước ngoài, nhất là bên Mỹ thì bây giờ chúng ta nói cái lạnh, cái thật sự cái lạnh, thời tiết thì cũng phải thôi, thì cái thân xác này nó tương ứng thì cũng thay đổi theo cái thời tiết. Cái mà chúng ta phải có một cái gì, có một cái sức đề kháng hay có một cái sự kháng cự lại, đúng với thân toàn thân chúng ta, nhiệt của chúng ta nó phải mạnh mẽ lên để nó đối phó, để người nói theo cái quy trình của cái sắc thân, cái sống của con người mình, cái sự sống của con người mình, để nó làm một cái kháng lại cái lạnh đó. Nhưng cái thưa quý vị, còn nếu như chúng ta chịu hết nổi rồi đó, thì từng cái lạnh đó thì trong cái mà chúng ta chịu đựng đó nó cũng đổi thay liên tục của cái nhiệt lượng ở trong người mình. Cái sắc này nó cũng đang thay đổi, và trong cái tâm, trong cái thọ đó nó cũng thay đổi liên tục luôn. Bởi vì cảm giác thọ lúc đó thọ khổ chứ không phải là thọ lạc nữa, hay là cái nóng bức nó khiếp đảm luôn, thì lúc cái cảm giác đó cảm giác cũng thọ khổ luôn, chứ cảm giác thọ lạc được, đúng không? Nóng quá cũng là cảm giác thọ khổ, mà lạnh quá cũng cảm giác thọ khổ, lạnh mà tê tay tê chân. Mà có một lần chúng tôi ở Minnesota thử bước ra bên ngoài, mà chỉ cần thử kháng một chút xíu thôi, có nó thể nó bước qua bên ngoài của nó là chừng 30 giây thôi, không chịu nổi một phút đâu, 30 giây gắng chịu để nhảy vô trong này. Thì cái thứ gì, cái cảm giác thọ khổ, cái thân thức này lúc đó nó cảm giác thọ khổ cũng như vậy. Cái nóng quá, cái nóng mà 37, 38, 39, 40 độ của thời tiết thì thật sự là nóng khiếp. Cái dòng tâm thức nó đi qua khi cái lạc, cái khổ đó cũng biến mất. Chúng ta chịu khó, chúng ta theo dõi thử. Nếu quý vị từ ở nhà, quý vị bước ra xe đó, nó thật sự là lạnh. Nhưng quý vị đóng lại, ở đây chúng tôi muốn nói cũng cảm thụ, cảm thọ đó, nó cũng như thế nữa. Khi đóng lại thì nó bớt lạnh. Rồi chúng ta mở cái chúng ta sửa. Nếu mà quý vị bên kia thì cũng như là mở cái máy sửa ra đó, thì nó đỡ. Thì cái nó, chúng tôi muốn nói đỡ ở đây chính là cái cảm thọ đó nó vô thường. Và nói chung tứ danh quẩn đó, nó cùng lúc đó nó cũng đi đó.
khó chịu nó cũng đi cùng một lúc đó, mà dễ chịu nó cũng sẽ đi, nó cũng sẽ đi qua. Thì tại sao nói cảm thọ này? Bởi vì á, mình chịu chịu cái thân xúc này đó, thân sảm á, cái thân xúc này nó do cái duyên xúc đó. Tại sao do cái duyên xúc đó? Bởi vì nó có duyên các cái gì, duyên các căn, cho nên nó có duyên xúc mà có mặt thì thời cảm thọ có mặt. Mà nếu cảm thọ có mặt thì nó liên quan, thọ đó là chính do tâm cảm thụ. Tâm cảm thụ đó thì tưởng hành và thức nó đồng khởi lên. Hay các pháp nó các pháp thuộc về danh quẩn nó được khởi lên. Mà khi danh quẩn được khởi lên như vậy, hỏi nó là thường hay là nó vô thường? Chắc chắn rằng nó phải vô thường. Ở trong cuộc đời này tất cả là chuyện vui chuyện buồn. Cái điều mà nó thật sự là hay đó, gặp nhau tai mắt tai bắt mặt mừng cười vui rồi cũng đi qua. Chuẩn bị cho các cái hiện trạng hiện hành đó nó khởi lên, nhưng rồi nó cũng sẽ đi qua. Không ai mà giữ mãi được một cái trạng thái đó, cũng như là người ta nói rằng cuộc gặp gỡ để lấy mầm chia ly, sanh là ký, tử là quy, cuộc tiệc nào cũng tan, cuộc tiệc nào rồi cũng sẽ tan. Tất cả là mầm mống khởi sanh lên cái vui cái buồn, cái cảm thụ đó, cái sự suy tư, cái sự của tất cả chúng ta, hay là cái tâm tư của chúng ta đang khởi sanh lên cái trạng thái bực bội, khó chịu hay là tham luyến này, vừa lòng này, rồi cũng sẽ đi qua. Chính cái sự đi qua đó mà ở đây Đức Phật kể dạy cho ngài Sariputta, xin lỗi ngài Rau Lát, nói về các cảm thọ. Mắt bắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm lửa nếm vị, các căn này, các căn này đụng với các trần này rồi cũng sẽ kết thúc, rồi cũng sẽ không còn hiện hữu, không còn tiếp diễn mãi đâu. Ở trong cuộc đời này nếu chúng ta suy nghĩ kỹ á, cái điều mà chúng ta bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta dừng lại, chúng ta không nói về danh mà chúng ta nói về sắc một chút xíu, chúng ta cảm thấy rằng cái phần mà chúng ta đang sử dụng nó, nó sẽ tồn tại. Thì cái chúng ta cho là tồn tại, nhưng sự thật ra nó có sự biến đổi, nó sẽ có sự bào mòn hay là có sự biến đổi trong nó. Nhưng mà chúng ta không thấy. Thì hình thái nó, tức là hai cái màu sắc nó lại càng đẹp. Cái gì cũng gì, cái gì cũng mới, rồi nó cũng sẽ cũ. Cái tính chất cũ, cái tính chất biến đổi, cái chất đổi thay của chính nó, đây là chính là làm cho chúng ta, nếu chúng ta biết nhìn thấy kỹ là một chút xíu. Chúng ta có một cái cell phone, chúng ta có một cái ô tô, tức là một cái chiếc xe, thì chúng ta có một cái vật xài, vật sử dụng. Cái gì cũng vậy, rồi khi cảm thọ nó vừa lòng thì mến thích, nhớ tưởng, yêu thương, kết nối, giữ gìn, bảo thủ và ái luyến, đeo đeo mang mang, chấp chấp thủ thủ, rồi cũng đi. Các con vật, người cũng như thế, vật cũng như thế. Nhưng chúng ta thấy những con vật chúng ta nuôi, chúng ta thấy, chúng ta vuốt ve, chúng ta cảm thấy vừa lòng, rồi cũng vật đó.
đi, nó chết hoặc nó không còn chính mình, bởi vì nó vô thường. Học được cái bài học vô thường, tức là chúng ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng hình thái nó, hình ảnh đó, một cái nâng niu triều mến của cha, của mẹ, của người thân, nó ấm áp làm sao, nó tuyệt vời vô cùng, nó chở cho những sự đau khổ trên cuộc đời này. Nhưng vòng tay che chở đó, ý niệm che chở đó, về vật chất cũng như tinh thần, cuối cùng nó phải mất đi. Tại sao mất đi? Bởi vì cái tính vô thường. Thân xác của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta, điều kiện của chúng ta rồi cũng đi qua. Học được bài học vô thường, tức là chúng ta bị nếm trải vô cùng to lớn, mà chính Đức Phật Ngài xác định như chúng ta thấy, với mắt tai mũi lưỡi này, với các căn này, với các cảnh trần này, các căn này làm đổi cảnh, nó duyên, nó lập nhân lập duyên để trợ tạo với nhau, để rồi nó phải kết thúc. Chúng ta thấy cái nhận thức của tuổi trẻ, nhận thức của tuổi, cái thấy nghe ngửi nếm đụng nói chung của cái tuổi già, của cái tuổi trẻ, của cái tuổi trung niên, của cái tuổi lão niên, nó đều là một cái thấy khác hết, cái cảm thọ khác hết. Nó lạ chứ, bởi vì sao? Nó vô thường, nó không bao giờ giống nhau hết. Bởi tại sao không giống nhau? Bởi vì quy trình tâm nó khác nhau. Cái bữa ăn hôm nay, cái lưỡi này nó nếm, cái chỗ ngồi này chúng ta ngồi lên, sự thật ra nó đều có cảm giác khác nhau hết. Cái tần suất này đều có cảm giác khác hết. Hằng ngày nó khác nhau hết. Nhưng điều chúng ta, do chúng ta không bao giờ biết quan sát theo nó, hay là chúng ta bỏ qua nó. Từng cái bước đi để thân, để chúng ta chạm, xúc chạm, mà chúng ta chỉ ghi nhận, chúng ta bước, rồi chúng ta đạp, chúng ta bước, chúng ta đạp, hay là chân trái chúng ta bước, chân phải chúng ta đạp. Chúng tôi đang nói về một cái quy trình tu tập mà theo thiền quán. Thì trong từng cái bước đi đó, nó cũng chỉ tiến trên cái sanh cái diệt, trên cái sự vô thường. Bước đi này khởi sanh lên và nó bước xuống là chấm dứt, và bước sanh, bước thứ hai khởi sanh lên và khi mà chấm xuống, và khi mà đạp xuống, đó nó cũng là kết thúc. Nó là một sự vô thường. Hay cái sự sanh, sự diệt của từng bước đi. Quý vị thấy, khi cái thiền hành mà chúng ta suy nghĩ như vậy, bước chân này khởi sanh lên, và đạp này, cái cảm xúc này, cái cảm thọ này được chấm dứt. Chúng ta dở lên, nó sẽ chấm dứt, nó khởi sanh lên cái cảm thọ mới. Và cứ như thế, cuộc đời này nó đổ dài. Từng cái bước đi, từng cái đứng, từng cái ngồi, từng cái nằm ở trong cuộc đời nó đều là khác hết. Bởi tại sao khác? Bởi vì nó vô thường, nó thay đổi. Nằm, chúng ta nằm cũng khác hết. Chúng ta coi là thẳng tay thẳng chân, nhưng nó xê dịch ở một chút xíu, xê dịch ở một cái cự ly, chứ chúng ta nó nằm thẳng, chúng ta tạm thời gọi là chấp nhận của cái sự nằm thẳng. Nhưng ở thân xác của chúng ta, hôm đó chúng ta khỏe hay chúng ta bệnh, chúng ta có thể nhót đi một chút xíu, chúng ta có thể căng ra một chút xíu, rồi thì chúng ta có thể, và cái cảm thọ đó nó theo cái thời tiết, rồi cái ý niệm đó nó theo cái, theo một cái quy trình mà tất cả chúng ta có cái sự suy xét, có cái sự đoán định lại được. Thì kính thưa quý vị, thưa sư Nguyên Thông, còn có trước máy không ạ? Nếu mà sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy thì tôi cũng muốn sư Thông cũng nói lên cái sự suy nghĩ của mình một chút xíu về cái
cái ngũ căn và ngũ trần này, hay là cái nội xứ và ngoại xứ này một chút xíu, tai mũi lưỡi thân và ý, hay là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân này, nó là cái đối căn đối cảnh đó. Và dạ, kính cung thỉnh sư Minh Thông ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con tuân lĩnh sư phụ. Nói về ngũ căn và ngũ thức và sự điều phục của ngũ căn và ngũ thức. Kính sư, thưa sư phụ, Thế Tôn đã giảng giải rằng con người ta đau khổ hay là hạnh phúc là do cái hành động của chúng ta. Mà nếu mà những hành động của chúng ta trong ngũ căn, mắt tai mũi lưỡi thân và ý và ngoại cảnh bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp, nếu mà chúng ta mắt tai mũi lưỡi thân ý xúc chạm vào cái mắt tai mũi lưỡi sắc thanh hương vị xúc thì nó cho ta cái cảm thọ phát xá, và khi mà cái cảm thọ đó cho chúng ta một cái những cái cảm thọ là khả ý, khả lạc, khả hỷ hay là khả sân, khả ố, thì những cái cảm thọ đó mà chúng ta có những cái phản ứng lại nó, và chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta không thể nào thay đổi cái hoàn cảnh bên ngoài, là tại vì nó là hoàn cảnh, nó không nằm trong cái khả năng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cái thái độ của chúng ta đối với hoàn cảnh đó. Vì vậy chắc là người khôn thì khi mà cảm thọ những cái điều đó thì chúng ta chỉ biết nó như vậy, nhưng mà không nắm giữ cái tướng chung và cái tướng riêng. Bởi vì khi mà mình thấy một người hay là một cái cảnh có ngoại cảnh hay là một cái cảm thọ, khi mà căn của chúng ta mà giao tiếp với lại những cái trần cảnh bên ngoài đó mà cho chúng ta cái cảm thọ đó, thì Đức Thế Tôn giải rằng là mình cảm thọ biết như vậy thôi, nhưng mà không có những cái nắm giữ những cái tướng chung hay tướng riêng của nó, là vì và khi mình thấy những cái cảm thọ đó khả ý, khả lạc, khả hỷ, rồi mình nắm giữ cái tướng chung hay tiếng riêng của nó, rồi mình say đắm đam mê khi mà mình thấy là khả ý, khả lạc và khả hỷ. Nhưng nếu mà mình thấy là không khả ý, khả lạc, khả hỷ thì chúng ta sân lên, thì đó là những điều mà Đức Thế Tôn giảng dạy là chúng ta không nên nắm giữ những tướng chung và tiếng riêng, nhưng mà chỉ biết cảm thọ là nó như vậy mà không có bị ảnh hưởng gì nó. Là vì nếu mà chúng ta nắm giữ tướng chung và tướng riêng mà chúng ta say đắm một cái gì đó nó đẹp đẽ làm cho chúng ta mê say, hay là chúng ta tức giận sân si lên khi những cái gì mà nó không xảy ra, không vừa ý với chúng ta, thì chúng ta là bị những cái pháp nó lôi cuốn với chúng ta. Và Đức Phật giảng dạy rằng khi mà chúng ta thân bại mạng chung mà trong tâm của chúng ta còn có những cái tâm lưu liếng, luyến ái hay là sân giận sân si, thì chúng ta đi thẳng vào địa ngục. Có một lần Đức Phật dẫn một nhóm tỳ kheo khoảng 500 người đi qua một khu rừng, thì ngài cúi xuống nắm một cái nắm đất, rồi này nói này các tỳ kheo, tất cả chúng sanh sau khi thân huệ mạng chung thì đi thẳng vào địa ngục như bằng cái nắm đất mà chúng ta buông thả ra, còn những cái hạt bụi, hạt cát, hạt đất nào còn nằm trong kẻ tay của chúng ta đó, là cái số đó rất là ít, thì những người đó có thể được tái sanh trở lại làm người và hoặc là sanh thiên. Thì điều đó chúng ta thấy rằng những người như chúng ta là được tiếp xúc với giáo pháp, nhất là trong cái giáo pháp của Theravada, là chúng ta rất là may mắn và hạnh phúc. Mà chất may mắn hạnh phúc là được là nhờ chúng ta hàng ngày
được vào room, được nghe pháp, được học hỏi pháp và hiểu pháp, và cái điều kiện mà chúng ta có để như vậy thì chúng ta phải cố gắng học hỏi và thực hành. Nếu mà chúng ta cố gắng học hỏi và thực hành thì từ ngữ Đức Phật giảng dạy rằng chúng ta quân tập những thiện pháp và quân tập loại trừ những ác bất thiện pháp mà chúng ta đã vướng phải đó, thì đó là một cái điều rất là may mắn cho chúng ta. Mà người hành giả đó phải cố gắng tận lực tận tâm mà quân tập những cái thiện pháp, bởi vì Đức Phật giảng dạy rằng cái thiện pháp đó là có vốn liếng của chúng ta. Khi mà chúng ta có đầy đủ những thiện pháp rồi thì chúng ta sẽ bình tĩnh và không có hoảng hốt khi cái cận tử nghiệp nó đến. Và đối với chúng ta nhờ học pháp và thấy rằng nếu mà chúng ta đã tích lũy được thiện pháp đầy đủ, có đầy đủ cái parami, thì chúng ta sẽ an ổn mà nhắm mắt. Còn những người mà như chúng ta mà không có nghe pháp và không có quân tập những thiện pháp đó thì chúng ta sẽ không thấy rằng chúng ta có nỗ lực, mà cái đó là cái vốn liếng để mà khi mà chúng ta đi qua đi gặp mà cái cận tử nghiệp nó đến thì chúng ta sẽ hoảng hốt. Và vì vậy, kính thưa sư phụ, kính thưa đạo tràng, tất cả chúng ta may mắn là được học pháp hàng ngày, và khi mà được học pháp hàng ngày thì chúng ta hãy cố gắng mà tu tập nhẫn nại, và những cái ác bất thiện pháp thì chúng ta phải biết đó là ác bất thiện pháp, và những nào ác bất thiện pháp là chúng ta tránh xa, và những thiện pháp thì chúng ta hãy tu tập. Nhờ cái tu tập đó thì chúng ta mới có thể là hiểu rõ giáo pháp và tinh tấn tu hành quân tập những thiện pháp và lãnh xa cái ác pháp đó. Thì hy vọng là như vậy thì chúng ta mới có thể là vững vàng sống trong trần gian này, và khi cận tử nghiệp đến thì chúng ta sẽ có thể bình thản như là những cái thí dụ mà như là ông Thamika đó, ông đã từng cúng dường chư Phật rất nhiều, rất là thâm sâu, và nhờ vậy cho ông ta trước khi mà ông ta đến cận tử nghiệp thì ông ta được bao nhiêu người đem xe đến để đón ông ta về cái cảnh giới an lạc. Vì vậy, kính thưa sư phụ, là những người mà được hiểu giáo pháp thì siêng năng quân tập cái thiện pháp là lánh xa ác pháp, thì người đó có một cái trí tuệ như vậy thì con nghĩ rằng thì những người có trí tuệ như vậy thì có thể sống một cách an nhiên, không có dao động trước những cái ám pháp của thế gian, là được mất hơn thua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai là cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng, chưa đủ, và con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ tự quyền trở lại mai để giảng dạy thêm cho con những điều con chưa biết. Con xin được trao mai là cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú kính tri ân đến sư Nguyên Thông. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì trong mắt tai mũi lưỡi thân giới này, Đức Phật ngài dạy tất cả nó là vô thường. Đối với mắt bánh cảnh sát tay, tiếng mũi mùi thân xúc chạm, lưỡi nếm vị thân xúc chạm, thì nó là vô thường. Mà cái gì là vô thường? Cái đó là khổ là lạc, cái đó là khổ. Mà cái gì là khổ? Thời chúng ta có học lý chăng? Đây là kinh văn, chúng ta nhớ là nói rằng đây là cái này là của tôi, cái kia là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, vân vân. Thì do như thế thì Đức Phật ngài dạy đến ngài Tha Hú Lá, nhờ yểm ly sắc, yểm ly các sắc, yểm ly sắc thinh khí vị xúc, yểm ly mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, nhờ yểm ly các thứ đó. Cho nên kính thưa quý vị, do cái sự yểm ly đó mà chúng ta được ly tham, và do ly tham á
chúng ta không còn cái chấp khởi lên đó, thì đời chúng ta được giải thoát, và thế là sanh đã tận, phần hạnh đã thành. Kinh văn đã giảng dạy như thế. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chương trình sinh hoạt của Đồng Phật Pháp Bồ Tát Tham Má đến đây đã quá năm, đã quá 6 phút rồi, cũng là với cái thời gian kính cảm niệm công đức đến chư Tôn Đức Tăng cũng như toàn thể các vị chư Phật tử ở trong ấp đã điều hợp cho chương trình được thành tựu tốt đẹp. Kính đảnh lễ quý ngài, kính chào toàn thể quý vị, kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn quý ngài và quý vị vào chương trình vào ngày mai như giờ thường lệ, và kính mời Phật tử Bích Tâm Bay Nha lên để kính đại hòa hướng vào bản chương trình. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ sa tu lên thầy. Còn Metta Banya, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý, như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý óc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các thường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy ạ. Giải thoát đệ tử và chúng sanh.